Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em lại quay lại với mọi người đây. Thì hôm nay em có tổng cộng 23 mã. Mã ngày hôm nay là mã N. Thì hôm nay là chủ nhật, thì em rảnh thì em đăng lên clip bán rau củ luôn. Thì tất cả rau của em thì đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Rồi, thì trước khi vô giới thiệu tất cả các sản phẩm của em á, thì em cũng gửi ra mọi người là mọi người xem kênh của em á, thấy hay á thì hãy bấm nút đăng ký kênh và đừng có quên nhấn cái chuông thông báo kế bên để nhận những thông báo những cái video mới sau này em đăng lên. Rồi, bây giờ em sẽ vô công việc lúc này cũng bán hàng của em đây. Rồi, mã đầu tiên là mã N1, là một cây ghi ô tô. Cây ghi ô tô này của hãng Kanametsu. Tình trạng của cây này á, thì em cũng có nói luôn là nó bị còn mấy cái vằn vằn đây nha, là của nó đó, theo năm tháng nó còn đây nè. Thì nó em không có vệ sinh, em không chà nữa, tại vì cứ để vậy thôi. Thì nó tình trạng nó cũng còn rất là mới nha mọi người. Nè, nó chỉ có bị hai bên đây thôi, còn mấy trên đây còn rất là đẹp. Cái cán của nó rất là đẹp mọi người, còn tem trên đây luôn. Thì cái con này tình trạng nó chỉ có bị đây thôi. Thì theo em thì nó cũng ảnh hưởng gì đâu. Thì con này còn rất là tốt, cán còn rất là đẹp luôn á. Em mới chỉ vệ sinh cán sơ thôi à, chưa có vệ sinh cho lắm, nhưng mà ai chốt thì em sẽ vệ sinh cho nó đẹp luôn để gửi cho tới mọi người. Rồi đem đo lưỡi con này ha. Con này con ghi ô tô lưỡi là 21 cm và bản con này là 4 cm. Độ dày con này là có một ly nha mọi người, 1,5 ly chứ. Độ dày con này 1,5 ly, 1 ly 2 ly 3, gần 1,5 ly á. Rồi mã đầu tiên em bán với con này là khâu đúc nha, quên. Mã đầu tiên em bán với giá là 390. Thì cái nào giới thiệu xong em sẽ bỏ xuống như mọi thường thôi, cho nó gọn chỗ. Rồi mã kế tiếp là một, cũng là một con ghi ô tô. Con này của hãng Yamawaki. À mọi người xem ha, chữ khắc đây. Thì con này tình trạng em đã vệ sinh sạch sẽ đẹp rồi. Con này thì là ốp phun tan, chốt đồng nha mọi người, còn tem bên đây luôn nè. Còn tem luôn nha. Thì nó còn tem thì em có vệ sinh, em để về luôn cho nó còn riêng của nó. Thì con này còn rất là đẹp thôi, nó không phải là khâu đúc nhưng mà là nó ốp phun tan. Thì con này đem lo lưỡi nha. Lưỡi con này là 22 cm nha mọi người. Và bản con này là 3,6 cm. Và độ dày con này là gần 2 ly. Gần 2 ly. Mọi người xem hình thức ha. Nói chung là con, nói chung dao của em thì đa phần là em cũng nói em vệ sinh rất là sạch sẽ và cán thì cũng rất là đẹp rồi. Con nào cắn hư cắn dở gì em sẽ nói hết, thì có làm sao mình sẽ nói vậy thôi. Rồi mã N2 bán với giá 400. À quên nữa, tất cả các dao của em chưa bao gồm phí ship ha, ai chuyển khoản thì em bao ship và sẽ nhận hàng ở trong thành phố Sài Gòn thì nhận hàng từ 1 đến 2 ngày, còn ngoài tất cả các tỉnh xa ngoài Bắc hay là mấy tỉnh khác đó, thì từ 3 đến 5 ngày nha mọi người. Không kể ngày chủ nhật, không tính ngày chủ nhật nha, cái đó là bên bưu cục nó báo với em vậy. Hẹn của nó mọi người. Còn rồi tiếp tới là mã số 3. Mã số 3 là một cây dao file, cây lóc ha, chủ nhật nha. Con này thì tình trạng xấu, nó cũng còn mấy lắm tấm đen đen nè, nhưng mà không có ảnh hưởng nhiều đâu ha. Thì cái nào sạch sẽ thì em vệ sinh sạch sẽ, còn cái nào còn chấm chấm thì em để lại thôi. Con này là ốp phun tan luôn nè, nhưng mà là chốt đồng cán còn đẹp nha mọi người, 3 chốt đồng luôn nha. Con này cán thì rất là đẹp, con này có chữ bên đây nữa nè, nhưng mà xui cái lưỡi của nó xấu quá, xấu thì nó xấu quá luôn chứ. Rồi con này lưỡi là 23 cm. Thì con này độ dài bản rộng của nó là 2,9 và độ dày của nó là 1 ly gần 2 ly á, cũng bằng mấy con kia thôi. Thì con này là con file nè mọi người, ai file thịt heo thịt bò mà mấy con gì á, lớn cũng được nữa nè. Thì nó xấu vậy nhưng mà công việc của nó thì nhiệm vụ của nó thì cũng đa năng lắm á. Rồi xấu quá thì em bán với giá 290. Bán giá này là bằng với giá đi mua luôn á, nhưng mà lỡ mua thì trong lô thì bắt buộc mình phải bán vậy thôi. Rồi tiếp tới là sashimi. Cái này là sashimi, chốt khâu là khâu inox, cán là đẹp luôn nha mọi người. Con này cán đẹp nha, cán con này rất là đẹp nha, cán con này đẹp rồi, em vệ sinh lại chút xíu thôi. Thì tình trạng con này em đã vệ sinh ra rồi, thì con này vệ sinh đó là mà đẹp luôn. Nó có cái đường lưỡi đây nha mọi người. Tại vì có nhiều người nói em mà tại sao không sử dụng đá để tách vân ra,
Thì tách vân đá thì cũng được thôi, nhưng mà cái đó thì về mọi người, em tách vân xong mà mọi người về mài thế nào nó cũng sẽ bay lại thôi, cho nên để gì thì về mọi người sẽ mài bén thì tùy mọi người thôi. À, hai mặt của nó nha, mặt sau thì em đã xử lý, em đã già luôn rồi, nhưng mà nó cũng còn hơi ám ám đen nha, ám đen chứ không phải là rỗ hay là gì đâu nha mọi người. Thì cái nào rỗ ám đen thì em nói cho rõ. À, mọi người xem ha, chữ nhật của đây ha. À, chữ nó khắc thủ công cũng đẹp rồi. Rồi đem đo lưỡi con này, con sashimi này lưỡi của nó là 23 cm và bảng của nó là 2.9, gần 3 cm, và độ dày nhất của con này là 3,5 ly. 3,5 ly thì mã số 4 này em bán với giá là 390 ngàn, 390 ngàn cho một con này. Thì cái con này là khâu inox, nhưng mà cái con này thì em đã đục ra rồi, em đã đục đục cái cán ra rồi, thì em vệ sinh lại xong em chét keo vô rồi. Thì con này là mọi người mua về là xài là rất là ok luôn nè, thì gia đình mà sử dụng con này là vừa thôi, em thấy là vừa nhất nè, tầm 24 là vừa, còn chỉ có những đầu bếp á thì hãy sử dụng từ 26 trở lên. Rồi mã số 4 bán giá 390. Mã số 5 cũng là một con sashimi Yanakiba, thì con này thì ngắn hơn con kia, con này cán còn chữ luôn nè, này khâu nhựa cán còn chữ luôn nè, cán còn chữ của nó luôn, khâu nhựa. Con này thì vệ sinh sạch sẽ đẹp luôn rồi, thì tình trạng đẹp thì khỏi cần bàn rồi. Mọi người nhận là mọi người nếu mà ai chốt giao nhận của em đó mua là mọi người nhận thì mọi người sẽ biết thôi. Rồi con này lưỡi của nó là, đem đo lưỡi, con này lưỡi của nó là 19 cm và bảng của nó là 2.7, độ dày con này là 3,5 ly. Thì con này ngắn hơn con kia thì em bán giá là 320 thôi, 320 ngàn ha, chữ cán trên chữ còn nha, chữ trên cán chứ. Nói điếc, nó ngược luôn, sorry mọi người. Dạ rồi, mã số 5 bán giá 320. Đôi lúc nói chuyện quay video cũng cười cũng nói mình. Mã số 6, mã số 6 thì tình trạng con này, con cũng là con Yanagiba. Tình trạng con này là mặt trước của nó thì thật sự lấy về nó cũng đã đẹp rồi, mặt trước con này rất là đẹp, cho nên em chỉ thật sự là em chỉ đánh bóng lên thôi chứ không có làm gì thêm á. Có mặt sau thì nó còn hơi ám ám đây nè, mặt sau ám ám em cũng đánh bóng thôi chứ không có rỉ, cho nên không có làm gì hết. Con này tình trạng đẹp sẵn rồi, không nhựa, cán thì không được đẹp như hai con kia thôi, nhưng mà cũng còn ok nha mọi người, chứ không có đến nỗi nào mà tệ đâu. Này không nhựa luôn nha, đem đo chắc con này cũng 19 quá. Ê, con này hơn con kia, con này tới 20 nha mọi người, lưỡi 20 và bảng của nó là 2.8 và độ dày con này tới 4 ly lận, cũng dần về mũi rồi. Con này thì em bán với giá là 370, này cho gia đình mua sử dụng nè đó, mua mấy con giống như ở nhà, mua mấy con cá mú hay là cái gì đó, rồi về xong rồi lâu lâu đổi món ăn sashimi á, rồi một con cần một con đề ba nhỏ với một con đó là làm vô tư vừa cho gia đình sử dụng. Cái đó làm được nhiều con đó thì cái gia đình thì nó không có dài lắm mà nó cũng không nhọn ghê lắm thì xài gia đình rất là ok rồi. Rồi tiếp tới mã số 7 là một con Sentoku, con này thép 3 lớp lõi carbon ốp không rỉ. À, mọi người xem nha, đó cái lõi của nó nha, lõi con này dày ngang ngửa với cái ốp luôn á, thì con này tình trạng rất là đẹp nha. À, cái này là lõi carbon đó nha, cái đen đen là carbon, lớp vỏ carbon đó, cho nên em mài thì cũng được thôi, em mài thì nó cũng ra thôi, nhưng mà cái đó là lõi carbon chứ không phải là rỉ sét gì đâu nha. Nè cái phần lưỡi của nó thì cái ốp của nó rất là đẹp rồi, này là ốp full tang. Con này á, thì nó dập ở đây thì mà em không thấy chữ trắng, và thứ hai nữa cho nên em không có nói nó là thép giấy trắng hay là cái gì, thì cái gì em biết em mới nói, còn không biết thì nói chung là mình phải dập ở trên đó mình biết thì mình mới nói, còn không thì em chỉ nói là em thấy nó có số 3 vậy nè, thì cũng không rành lắm cho lắm, thì chỉ nói tới mọi người, gửi tới mọi người vậy thôi. Chữ con này chuyện rất là đẹp luôn á nè đó. Rồi để em đo lưỡi con này nha, lưỡi con này là 17.5 và bản rộng con này là 4 cm, độ dày con này là 2 ly, 1 ly 8 ly 9 2 ly á, em coi như em coi 2 ly luôn á. Rồi con này là Sentoku thì sử dụng gia đình là rất là ngon rồi,
khỏi phải bàn rồi. Mà con này là thép ba lớp lõi carbon ốp không rỉ nữa. Thì không biết nó là lỗi gì cho nên giờ em chỉ kêu lõi carbon thôi. Rồi, mã số 7 em bán giá 400 nha. Mã số 8 là một con Santoku luôn. Con này là khâu đúc của hãng Tender. Này có sử dụng 2 carbon, thép 2 carbon nè. Nó có đây nha mọi người. 2 carbon. Ốp không rỉ. Nhưng mà thì nó có bằng 2 carbon thì cái nó sẽ rỉ ít nha mọi người chứ không phải là không rỉ hoàn toàn nha. Rồi, đem đo con này. Con Santoku thì cái dáng của nó hơi bầu bầu nè. Còn con kia thì nó lai lai giữa Santoku và Gyoto á. Con này lưỡi 16.5. Và bản rộng của con này 4.4. Độ dày con này là 1 ly 2, 1 ly 3 gì đó. Rồi, mã số 8 bán với giá là 300. Santoku gia đình là con này là good rồi. Con này là đẹp lắm rồi. Con này là khỏi phải bàn cãi rồi, lấy về là đẹp sẵn rồi. Vì chỉ có nhiệm vụ là mình rửa xà bông nè, rồi đánh bóng lên thôi. Rồi, đây người tiếp tới là Santoku với Gyoto. Rồi, mã số 9 cũng là một con Santoku luôn. Con này thì nó không được đẹp như con kia. Nó cũng là ốp full tan, khô đúc. Nhưng không được đẹp bên kia. Chữ con này thì nó hơi mờ nè nha mọi người. Đó, chữ nó hơi mờ. Con này thì em nhìn em nghi nó là thép ba lớp. Thép ba lớp á mọi người à. Không biết thép ba lớp hay sao mà thấy có cái đường sang mai lưỡi dưới đây rất là đẹp nè mọi người. Thì con này là thép không rỉ nè. Rồi bản rộng con này là 4.5. Và lưỡi con này là 16.5. Rồi thì con này không biết tình trạng nó như thế nào, nhưng mà không biết là thép ba lớp hay là thép nguyên khối, nhưng mà em thấy cái đường sơn mai nó rất là đẹp. Nó có cái đường sơn mai này. Rồi, con này thì em bán với giá 280 nha. Cán con này không được đẹp như con kia. Cái gỗ của nó không được đẹp. Cho nên nhỉnh tiền hơn tí xíu, 280. Mã số 9 280. Mã số 10. Mã số 10 thì là cũng là một con Santoku luôn. Thì con này là thép ba lớp. Con này là thép ba lớp nha mọi người nè. Con này ốp là khâu đúc nè. Khâu này khâu đúc liền khối nè mọi người. Khâu đúc về liền khối đẹp. Cán cũng đẹp nè, sử dụng gỗ bắc kha luôn. Cán con này còn rất là đẹp luôn. Rồi, con này thì em nghĩ Santoku chắc cũng độ dài cũng bằng mấy con kia thôi. Chắc 16.5 hay 17 thôi. Con này được cái là tới 17.5 luôn nha mọi người. 17.5 luôn. Và bản của nó là 4.5. Độ dày con này là 1 ly rưỡi. Thì nó có chữ đây nha. Nè, em để chữ cho mọi người coi. Thì em đã từng nói thì chữ á, mấy cái chữ này nó khắc lên nó khắc laser á, thì em vệ sinh thì nó bay đi. Nhưng mà cái này thì nó chưa bay, nó cũng còn hơi ít nè. Nhưng mà nhìn nghiêng nghiêng thì nó sẽ còn chữ nha, chứ không phải là bay thẳng chữ luôn. Cái nào mà bay thẳng chữ luôn em sẽ nói. Rồi, con này tình trạng đẹp, em bán với giá là 320. Khô đúc, cán gỗ đẹp luôn, gỗ bắc kha luôn. À. Mã số 10 bán giá 320. Mã số 11 cũng là một con Santoku thép ba lớp lõi VG Vigon. À, mọi người xem ha, khắc chữ trên đây luôn. Con này cũng là khô đúc luôn. Cán con này thì không đẹp nhưng mà còn tem trên đây của hãng gì đây không biết luôn. Còn tem trên đây nha mọi người, khô đúc liền khói. Rồi đem ra, nó có còn chấm chấm bên đây nè, nó còn hơi cũng có khuyết điểm bên đây thì cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Con này lưỡi là 16.5. Bản con này 4 cm. Độ dày con này là 1 ly rưỡi. 1 ly rưỡi á. Nói chung là nó tầm ở 1 ly 3, ly 4 á, thì em cho luôn 1 ly rưỡi. Rồi, con này khô đúc nha. Rồi, mã số 11 em bán giá là 350. Mã số 12. Mã số 12 này giống như cái cây kia nãy cũng lai giữa Gyoto và Santoku đó mọi người. Thì con này tình trạng còn đẹp nè, còn tem trên cán luôn, thép thép ba lớp lõi carbon ốp không rỉ nha mọi người. Chữ khắc bên đây nha. Khá đẹp luôn á, con này thì đẹp khỏi chơi rồi. Không còn gì để mà nói rỉ hết. Cán thì ốp full tan, ba chốt, hai chốt chứ. Còn tem trên cán luôn. Rồi, con này chắc lưỡi ngắn đem đo nha. Lưỡi con này là 16 cm, ngắn thiệt. Thì Santoku con này bản rộng nó là 4 cm. Và độ dày của nó là 2 ly. Độ dày 2 ly.
ha, chữ khắc mọi người nhìn ha, rất là đẹp ha. Rồi, mã số 12 bán giá 380.000 nha. Đó, cầm sử dụng nha. Đó. Good luôn á. Mã số 13. Mã số 13 là một con Giotto. Con này là Giotto thép 3 lớp loại carbon ốp không rỉ. Con này chữ khắc bên đây nha. Con này thì thép này là thép tiếp bông của Hitachi nè. Em nhìn thấy cái hiệu này em biết. Chữ khắc thì em không biết hãng tên hãng. Con này cán, tình trạng cán của nó không được đẹp nha mọi người. Cán không có được đẹp. Đó thì cái nào thì em nói cán này không được đẹp nha. Rồi lưỡi em đo luôn là lưỡi con này là 17.3. Và bản rộng của con này là 3.5. Độ dày của con dày nhất ở đây là 3 ly và mỏng về đây. Con này dày cán mỏng về đây nè. Mọi người nhìn đây cũng thấy cái cán đó. Nghe cái ớt của nó cũng nghe cán nó cũng dày rồi, nó mỏng về đây rồi. Rồi con này em bán với giá là 370 nha. Giotto, Giotto nhỏ. Cán này thì cũng hơi lạ cái là nó cong cong lên đây. À, mọi người nhìn nhìn cán nè, nó đây cái nó cong lên này nè, đó. Nó khác với mấy cán kia. Rồi, tiếp tới là mã số 14. Mã số 14 là một con Giotto thép 3 lớp lõi carbon ốp không rỉ. Con này Giotto này đúng Giotto nè, 10 chắc 18 á. 17.5 à, 17.5 à. Sorry, nó nói nó 17.5 nha. À, bản rộng của nó là 3.6 và độ dày con này là 1.5 ly. Con này cái lõi của nó dày nè mọi người, dày ngang ngửa với cái ốp luôn đó nè, mọi người xem ha. Đó. Thì mấy con Giotto mà thép ba lớp lõi carbon này thông thường thì cái lõi nó rất là bén luôn á. Ốp full tan. Thì cán con này cái gỗ này nó không có được đẹp lắm nhưng giờ ông mà em vệ sinh em chà lại cho nó cũng sạch lắm rồi. Con này thì lúc lấy về cán nó không được đẹp nha, em phải chà nhiều. Chà xà bông nữa cho nó sạch sẽ. Rồi mã số 4 em bán giá là 400.000 cho một con Giotto thép 3 lớp lõi carbon ốp không rỉ. Nó khắc hai chữ hai bên luôn nha. Mã số 15 là một con Sentoku thép 3 lớp lõi VG DB Center Seal ốp không rỉ nè. Không biết VG mấy thì thua thôi, em bó tay. Chữ khắc bên đây cũng khá đẹp luôn nè, hai bên luôn nha mọi người. Hai bên luôn, con này khắc chữ nhiều nè. Con này ốp full tan. Hai chốt. Đem đo lưỡi con này nha, lưỡi con này là 16 cm. Và bản rộng con này là 3.8. Độ dày con này là 1.2 ly. Không tới nữa 1 ly à. 1.1 ly 2. 1.1 ly 2 vậy đó. Sentoku. Con này thì nó bầu xuống tí xíu. Con này nếu mà mod nó thảnh vậy là nó thành Karesuke luôn nè mọi người. Đó nếu mà như vậy thành Karesuke luôn á. Nhưng mà cái dáng của nó thì Sentoku nó như vậy. Rồi mã số 15 em bán với giá là 350 nha. Mã số 16 là một con Giotto. Con này thép 3 lớp lõi carbon ốp không rỉ. Con này mỏng luôn á. Trời ơi nó mỏng ghê hồn, nó chưa tới 1 ly nữa mọi người. Con này á chưa tới 1 ly luôn, gần 1 ly á. Lưỡi là 16 xăng và bản của nó là 3.4. Rồi vậy thì em nói gần 1 ly á. Con này tình trạng cán, cái màu cán này không thích lắm. Em nói thiệt cán con này không đẹp. Nhưng mà con này bù lại là thép 3 lớp lõi carbon. Con này bén à nha. Con này thái mà nó nhẹ đó nha mọi người. Thái đã lắm á. Thì tình trạng cán nó không đẹp vậy. Nhưng nó là cũng là chốt đồng nữa nha mọi người. Chứ không phải là chốt inox như mấy con kia đâu. Thì em nghĩ con này cũng là khá tốt á. Nhưng mà chỉ nó bị cán nó xấu thôi. Thôi là chữ nó khắc chuyện nè nha mọi người. Đó. Rồi mã số 16 bán giá là 290. Mã số 17, mã số 17 là một con Nakari thép 3 lớp lõi carbon ốp không rỉ. Ốp full tan nha. Nay mới có được con Nakari. Con này thì hả tình trạng gọi là đẹp rồi, không còn phải bàn cãi gì thêm để em đo. Nó chỉ có một cái lỗi là trên cái sống lưng nó đó, ngay chỗ đây nè.
hồi đó trước người ta xài chắc người ta đập đập cái gì chúng nó bị ấy nè, nhưng mà em đã trả lại rồi, bây giờ nó ok rồi, nhưng mà nó cũng còn cái lần ở đây. Thì nó sao thì em sẽ nói cho mọi người nghe, cho mọi người nhìn cho nó biết dễ hơn. Rồi để em đo con này, lưỡi con này là 16.5 nha mọi người, và bảng của nó là 4.3, độ dày con này là 2 ly nakri nha, cho một con nakri nè, đó sạch sẽ đẹp luôn rồi, cán cũng đẹp luôn, con này cán thì đẹp nè, màu gỗ thì cũng giống mấy cái con em bán vậy thôi. Rồi mã số 17 cho con nakri là em bán giá 400.000. Mã số 18 của hãng Collection, con này giống như dạng là con lóc á, con lóc nhưng mà thiết kế kiểu dáng lạ quá, cong xuống có đường halo cắt chống dính nữa. Rồi đem đo lưỡi con này là 13.5, tính từ đây bảng của nó là 2 cm, độ dày con này có 1,5 ly à, cán ốp full tan, con này lạ quá. Galaxy này còn nó còn hãng tên hãng này nè mọi người, này là halo cắt chống dính lắp. Rồi thì con này thì nói chung là cũng còn khá mới á, nhưng mà cái cán thì bản thân em thì em cũng không thích cái cán cho lắm, nhưng mà về công năng sử dụng thì em nghĩ nếu mà ai sử dụng con này cũng khá dáng cũng khá lạ nè. Tự nhiên đây có nó cong xuống đây. Rồi mã số 18 bán giá là 250. Mã số 19, mã số 19 là một con đề ba, con này đề ba này là con đề ba AE nha mọi người, con đề ba này AE. Nó khác với mấy con đề ba kia, con đề ba AE thì cái bảng nó rất là nhỏ, nó dài ra. Thì con này lưỡi của nó là 15.5 và bảng của nó là có 3.7 à thôi. Độ dày nhất của nó là 7 ly, mỏng về mũi. Chữ bên đây nha, con đó thì nó khắc chữ bên đây nha mọi người. Đó. Con này thì cán còn đẹp nè, không nhựa. Nó còn ngay cái góc trên đây nó còn bị chút chút này, thì con này em vô keo ngay phần đây nha. Ai mua ai chốt thì em vô keo phần đó. Mã số 19 em bán với giá là 330 cho một con đề ba AE. Con này sử dụng gia đình cũng good lắm nè. Không ai thích cái bảng nó dài á thì lấy con đề ba này là gọi là đề ba AE nè. Nó khác với mấy con đề ba truyền thống là cái bảng của nó hơi dài, nó nhỏ mà nó dài ra. Rồi, mã số 20 là một con đề ba. Con đề ba này con bảng truyền thống nó bảng to nè. Con này thì nó bị để nó trước khi cái trên cái sống lưng của nó bị xưa bị người ta dập á, cho nên nó cũng còn mấy cái tì tì đây thôi, nó chỉ có bị khóc gút này thôi ha, còn trên đây là đẹp rồi. Rồi em đo lưỡi con này luôn, lưỡi con này là 18 cm và bản rộng con này là 4.7, con này độ dày nhất của nó tới 9 ly lần nha mọi người, con này độ dày nhất của nó 9 ly lần nha, dày nhất ngay góc cán là 9 ly. Thì mặt sau của nó đây, mặt sau chỉ nó còn 1, 2, 3 cái trên đây thôi, cũng không ảnh hưởng nhiều đâu. Con này là không nhựa luôn nha mọi người, còn tem á, nhưng mà tem nó mờ rồi, cán thì không được đẹp cho lắm, vừa thôi, ở mức trung bình thôi, trung bình khá. Trung bình khá. Thì mã số 20 em bán với giá là 600.000 nha, cho một con đề ba 18 cm. Tình trạng cũng còn bề mặt này thì rất là đẹp rồi, không nói rồi. Rồi có nó xấu ở trên đây là ngay đây nó còn lấm chấm, nhưng mà nó cũng không có đến nỗi nào mà sâu đi nhiều nha. Còn về sau thì 1, 2 đây. Rồi ok. Rồi nó xấu như vậy em bán giá 600.000, hồi lúc trước mấy cái kia 18 mà nó đẹp á, em bán giá còn 750-800 mà. Mã số 21. Mã số 21. Cái con này cái dáng của nó giống như con Seahawk hồi xưa á. Thật ra con này là hồi xưa lúc mấy cái clip trước em bán á, em còn á, rồi em để nay trong tủ á, thì nay em mới lục ra thì nó còn, thì em lấy ra em bán luôn. Thì nay thì em vệ sinh lại thêm, mặt sau của nó là nó còn ám ngay nè, ám nám đây. Thì con này em cũng không biết hãng, mà đợt em nghe người ta kêu hãng Majatata gì đó. Thật ra cái này em không biết thì em có nói. Con này thì lúc trước là cái lưỡi, xong rồi em đi làm cán lại. Con này cán gỗ nha, khâu của nó là khâu gỗ nha mọi người. Con này là gỗ, không biết gỗ gì đây em biết nữa. Chưa hỏi nên cái người làm cán. Con này đem lo lưỡi nha. Con này cái dáng như là Seahawk vậy đó. Hồi xưa em cũng có một cây Seahawk mà em bán rồi. Lưỡi bén ngay góc này của nó là 19.5.
Nếu mà tính luôn trên đây cô bán trên nó là để em đo từ trên đó xuống đây nha. Tính đó xuống dưới đây là khoảng 24 cm nha mọi người. 24 cm nha, nhưng mà em chỉ đo ở đây là khoảng 19.5 thôi. Độ dày cán nhất của nó là 4 ly rưỡi và mỏng dần lên mũi. Đó, con này thì giác một bên nha mọi người. Thì cái con này lúc trước em đã mài bẹt rất là bén rồi. Bén lắm á. Con này sự thép của nó bén ghê hồn luôn á. Rồi, mã số 21 em bán với giá là 750. 750 này là nó thiệt chứ lúc trước cái lưỡi không em đã mua 450 rồi. Còn cái cán phải gửi đi làm ship về ship lui, thật sự cây này là bán không lật, không có lời luôn á, nó thẳng ra bán quỳ vốn, lấy vốn luôn á. Cây số 21 em bán giá 750. Rồi, mã số 22. Mã số 22 là một cặp nha. Này là một cặp luôn, này là sashimi và đề ba mini. Thì này một cặp thì em gom cho em để một cặp. Rồi để em đo nha. Con này sashimi thì tình trạng nó là đẹp rồi. Đây là khâu nhựa, hai con đều khâu nhựa hết. Này ai gia đình ai mua chốt một cặp này về là đủ luôn nè, về làm cá nhỏ đủ luôn nè. Lưỡi con này có 18 cm thôi nha. Bản rộng con này là 3 cm. Độ dày con này là 2 ly rưỡi gần 3 ly. Con này tình trạng ở trên đây thì đẹp rồi, không cần phải nói rồi. Thì em thường mấy cái bề mặt trên này em rất là chú trọng mấy bề mặt trên này. Cán thì em cũng đã xử lý chà luôn rồi. Cán là ok. Khâu nhựa. Rồi còn con đề ba mini đây. Con đề ba mini này hơi hiếm nha, đẹp nha. Cái gỗ của nó vậy luôn nha mọi người. Đó, khâu nhựa. Chữ đây nè mọi người, chữ nè, chữ Nhật đây nè. Thì cái lưỡi nè. Lưỡi em chà nó cũng rất là đẹp luôn à. Đó mọi người xem ha. Rồi để em đo nha. Con này lưỡi của nó chỉ có 10.5 thôi. Và bản rộng của nó là 3.6. Con này độ dày nhất của nó là 6 ly. Thôi để ba mini nhỏ mà dày 6 ly đó rồi. Hiện cặp này em bán với giá là 400 ngàn cho cặp số 22. Số 22 400 nha mọi người. Đó cặp này là vừa cho gia đình xài là ok luôn, nhìn cũng thấy thương à. Nhìn nhỏ nhỏ nè. Rồi, rồi đây là con dao thái bản to đợt clip trước em bán dao mới đây nè, em còn 2 cây à, nay em đang bán tiếp cho hết luôn. Đây, rồi đây là đây giới thiệu lại cho mọi người. À dạ. Đó. Con này là thái bản to. Thép không rỉ nha mọi người. Thép nít bông luôn ha. Của Nhật đó. Đó. Con này chữ thì nó không khắc nhưng mà nó không phải khắc 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 chìm. Mà này nó khắc bằng laser nhưng mà rờ vô nó nổi vậy nè mọi người. Ừ. Thì con này là thái thái nè, chặt gà vịt nhẹ nha, gà công nghiệp, gà vịt công nghiệp hơn nha mọi người, không có đem gà nồi hay là gà đá gì vô chặt nha, chặt mẻ ráng chịu nha. Em không có nói mất em nói mất công nói em nói sao chặt gà mà chặt gà vịt đem gà đá vô chặt. Thật sự ra cũng có nhiều người anh em á, mấy con dao chặt á, mà chặt mấy gà đá thì cứ mẻ luôn kìa. Công nhận mấy gà đá chân giò xương của nó cứng ghê hồn. Rồi, nói nhiều quá để em đo. Để em đo con này nha. Lưỡi con này là 10 17.7 luôn nha mọi người. Lưỡi con này là 17.7 á. Và bản rộng của con này là 8.7. Nè, mọi người nha. Thì con này là thái nè, thái băm chặt nhẹ được. Ốp phun tan. Thì con này là dao mới mà, hôm bữa em có giới thiệu rồi, hàng đấu giá em mua 5 cây về em bán còn có 2 cây thôi. Thì cây này sử dụng gia đình đập cũng được nha, đập tỏi, đập băm băm luôn nha. Gà vịt thôi nha. Rồi, mã số cuối cùng, mã số 23, con này thì hàng full lốc, full hộp rồi, thì không có nói gì nhiều hơn nữa. Thì mã cuối cùng em bán giá 900 luôn. Thì bằng với lại giá hôm bữa của clip kia em cũng bán. Còn 2 cây ai muốn ủng hộ em thì hết luôn nha. Rồi, clip ngày hôm nay cái tay của em đã hết rồi. Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em. Và đừng có quên bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ em những cái video mới sau này em đăng lên nữa. À quên nữa, mọi người nhấn cái chuông kế bên để nhận những thông báo video nha. Rồi em xin cảm ơn. Chào tất cả mọi người. Bye bye.